vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên An Tâm Sống Khỏe ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cơ thể con người giống như là một bộ máy đa chi tiết, phối hợp rất nhịp nhàng với nhau. Giống như máy móc, chỉ một chi tiết nhỏ không ổn sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cả bộ máy. Và cơ thể con người cũng như vậy, chỉ một vấn đề nhỏ thì quá trình sinh trưởng lẫn phát triển của cơ thể ngay lập tức sẽ gặp trục trặc ngay. Tuy nhiên, may mắn hơn, mọi vấn đề xảy ra trong cơ thể con người như đau nhức hay mệt mỏi hay là các triệu chứng khác đều có thể cảnh báo trước những vấn đề sức khỏe. Điều quan trọng là chúng ta có đủ hiểu biết để nhận ra đó là dấu hiệu cảnh báo của bệnh tật hay không. Bởi có một vài bệnh nguy hiểm đang phát triển lại chỉ cảnh báo thông qua các dấu hiệu rất đỗi bình thường. Ví dụ như là đột nhiên thèm ăn mặn hoặc là thèm nhai đá, khiến chúng ta thờ ơ và bỏ qua. Cuối cùng, tới khi bệnh trở nên mãn tính rồi thì không thể chạy chữa kịp nữa. Vậy nên trong video ngày hôm nay thì An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn một số nguy cơ bệnh tật từ những dấu hiệu tưởng chừng như rất đỗi bình thường mà chúng ta vẫn thường bỏ qua hàng ngày. Cụ thể, đó là những dấu hiệu nào và nguy hiểm ra sao? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Triệu chứng đầu tiên, chân có cảm giác tê dần như là bị kiến bò. Nếu chân bạn hay có cảm giác kỳ lạ như là tê dần và có cảm giác như kiến đang ngọ nguậy trên chân, hãy cảnh giác với hội chứng chân không chỉ đầy nguy hiểm. Theo các chuyên gia, hội chứng này là một tình trạng phổ biến chân của bệnh nhân đang cảm thấy khó chịu và buộc phải di chuyển liên tục. Nó thường xảy ra ở bàn chân và bắp đùi vào ban đêm. Các dấu hiệu thường thấy của hội chứng này là đau nhói, co kéo, tê dần dần và có nhiều cảm giác khó chịu ở chân. Thỉnh thoảng, cánh tay cũng bị ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Hiện tại, cách chữa duy nhất của bệnh này là tập trung vào việc thay đổi lối sống và dùng thuốc. Thế nên nếu có triệu chứng, hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn kỹ hơn về bệnh tình. Thứ hai, luôn thấy khát nước. Khát nước là một tín hiệu của cơ thể cảnh báo nó đang bị thiếu nước trầm trọng. Thế nhưng nếu lúc nào cũng khát nước thì lại là một chuyện khác. Cho dù bạn đã cố bổ sung nước liên tục, có một số trường hợp xuất phát từ các loại thực phẩm bạn ăn. Nếu ăn quá mặn hoặc là quá cay thì rất dễ gây khát nước. Nhưng nếu không thì đây là dấu hiệu của bệnh tiểu đường và mang thai. Thứ ba, ngủ quá nhiều. Ngủ nhiều đôi lúc rất bình thường sau một ngày làm việc cật lực. Thế nhưng, cho dù đã ngủ đủ rồi nhưng vẫn thèm ngủ nữa thì phải xem xét đến chứng mẫn cảm. Hay là do một số bệnh tự miễn hay là uống nhiều đồ có cồn đều có thể gây ra cảm giác buồn ngủ bất kể lúc nào. Hãy chú ý đến số giờ ngủ của bạn, bởi đó chính là cơ sở để quyết định sức khỏe của bạn có ổn hay không. Thứ tư, muốn nhai đá lạnh. Nhai đá lạnh rồm rộp trong miệng, át hẳn là thói quen của nhiều người khi uống đồ mát. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cùng với Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ cho hay, thèm nhai đá lạnh là biểu hiện của sự thiếu sắt, thiếu máu trong cơ thể. Nên trước trường hợp này, nếu bạn muốn dùng các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thì hãy đi xét nghiệm máu trước và hỏi ý kiến của bác sĩ đã nhé. Thứ năm, thèm ăn mặn. Việc ăn mặn có lẽ rất bình thường đối với nhiều người, nhưng nếu bạn chỉ thèm ăn mỗi thức ăn mặn thôi thì lại khác. Theo các nguồn y tế khác nhau, thèm đồ ăn mặn là dấu hiệu của việc thiếu sắt, thiếu máu, mất nước hoặc là hội chứng tiền kinh nguyệt ở phụ nữ. Thứ 6. Thay đổi màu mắt. Nếu mắt của bạn có một vòng trắng hoặc là xám quanh giác mạc thì hãy cẩn thận, bởi đó là dấu hiệu của chứng cholesterol máu cao ở những người dưới 45 tuổi. Nếu không chữa kịp thời, nó sẽ là nguyên nhân của các chứng đau tim hay là đột quỵ bất ngờ. Chính vì vậy, hãy tập thay đổi lối sống của bạn lành mạnh hơn bằng cách là ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên, không hút thuốc lá để ngăn ngừa bệnh tật. Thứ 7. Ngáy. Bạn có thể nghĩ rằng đó chỉ là một hành động đáng xấu hổ, nhưng nó cũng có thể chỉ ra rằng bạn đang không khỏe mạnh. Thực tế, ngáy có liên quan đến nhiều tình trạng của sức khỏe, bao gồm ngừng thở khi ngủ, bệnh tim và thậm chí là đột quỵ. Thứ 8. Da dày hơn. Các chuyên gia cảnh báo rằng không được bỏ qua bất kỳ vấn đề nào về da hoặc là đánh giá thấp chúng. Khi da bắt đầu dày và ngứa hơn là dấu hiệu của một loạt các vấn đề như là rối loạn nội tiết tố, bệnh chàm hoặc là dị ứng. Trước tình hình này, chị em hãy thực hiện một số xét nghiệm máu để biết chắc chắn mình đang bị bệnh gì. Thứ 9. Có nhiều hành vi hung hăng, giận dữ.
Đôi lúc, những cơn giận dữ không xuất phát từ tính cách của bạn mà đến từ những căn bệnh tiềm ẩn. Theo một số nghiên cứu của Đại học Cambridge, Anh, năm 2018, đột nhiên giận dữ vô cớ hoặc là dễ dàng bị kích động là một dấu hiệu sớm của bệnh trầm cảm. Bởi lúc đó, tâm trạng đang trở nên bất thường, khiến bạn luôn dễ bị ảnh hưởng, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. 10. Đột nhiên bùng phát mụn. Đột nhiên bùng phát mụn cũng là một dấu hiệu cảnh báo cơ thể không khỏe mạnh nói chung, nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, nhìn vào bản đồ khuôn mặt, chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh lối sống dựa trên những vùng da bị bùng phát mụn, theo Medical Diary. Lập bản đồ khuôn mặt là xác định vị trí các khu vực có vấn đề trên da của bạn, và sau đó tương quan các khu vực trên khuôn mặt của bạn với các khu vực trên cơ thể. Chẳng hạn như là mụn trứng cá, cảnh báo cần phải ăn uống lành mạnh hơn, hoặc là mụn ở trán, có nghĩa là cần phải ngủ và vệ sinh tốt hơn, hoặc liên quan đến hệ tiêu hóa, má, hệ hô hấp, cằm và hàm, hệ hóc môn và dạ dày. 11. Hay quên, mệt mỏi và ham muốn giảm. Rất nhiều người nhầm dấu hiệu này với sự chán nản, bởi nó cũng gây ra các triệu chứng y hệt nhau. Tuy nhiên, các bác sĩ lại không nghĩ vậy. Họ cho rằng đó là dấu hiệu của các bệnh về hóc môn tuyến giáp trong cơ thể. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tăng cân chóng mặt và luôn cảm thấy ớn lạnh nếu mắc phải bệnh này. 12. Chữ viết tay bị thay đổi, mất khả năng ngửi và có những cơn ác mộng. Đây là dấu hiệu rõ nhất của bệnh Parkinson, là một trong những bệnh về thần kinh khiến cơ thể không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, làm cho con người đi lại khó khăn, cử động chậm chạp và chân tay bị run cứng. Từ đó, dẫn đến việc không kiểm soát được cơ tay nên chữ viết bị thay đổi, mũi cũng mất mùi và khi ngủ thì gặp nhiều ác mộng hơn. Thưa quý vị và các bạn, những người bị bệnh thì thường thể hiện ra cơ thể và ra khuôn mặt. Những triệu chứng xấu có thể dễ dàng khiến cho con người ta nhận biết. Vậy thì những người khỏe mạnh và sống lâu thì thường có những đặc điểm nào? Điều này rất quan trọng bởi có những dấu hiệu của sức khỏe tốt sẽ báo hiệu cho bạn biết rằng mình nên duy trì lối sống hay là duy trì thực đơn ăn uống như hiện tại. Và dưới đây chính là những đặc trưng nổi bật cho thấy một người có sức khỏe tốt. Hãy cùng An Tâm Sống Khỏe xem và đối chiếu với cơ thể mình xem mình có đang thực sự khỏe mạnh hay không nhé. Thứ nhất, móng tay hồng hào và sáng bóng. Nhìn móng tay để suy ra sức khỏe, đây có thể là điều mới mẻ, nhưng thực ra nó là một phương pháp cơ bản trong đông y để giúp thầy thuốc chuẩn đoán được sơ qua sức khỏe của bệnh nhân. Lý do này là bởi vì móng tay có liên hệ gián tiếp tới tạng phủ và kinh lạc của cơ thể. Vì thế, nó có thể phản ánh được đầy đủ sự thay đổi về sức khỏe của cơ thể, chẳng hạn như là tình trạng hấp thu vitamin, bài tiết chất độc của cơ thể. Vậy đâu là đặc trưng của một sức khỏe tốt khi nhìn vào móng tay? Móng tay của sức khỏe tốt sẽ hồng hào và sáng bóng. Ấn vào đó rồi nhả ra sẽ nhanh chóng trở lại màu sắc như ban đầu. Ngoài ra móng tay còn có hình bán nguyệt sẽ có thể nhìn thấy rõ hơn. Thứ hai, lòng mắt sáng. Màu sắc của mắt có thể giúp bạn phát hiện những vấn đề liên quan đến gan, thận hoặc là tim mạch. Nếu lòng mắt có màu trắng sáng hoặc là màu vỏ trứng, các mạch máu không nổi quá rõ và không có hiện tượng đỏ hay là khô, thì chứng tỏ là sức khỏe của bạn vẫn ổn. Thứ ba, nhiệt độ của bàn chân. Nhiệt độ của bàn chân là thứ bạn có thể kiểm tra dễ dàng xem tình hình sức khỏe của mình. Bàn chân của một sức khỏe tốt là phải có độ ấm vừa phải. Có một số người thuộc thể chất cơ thể lạnh, dù là mùa hè nhưng chân vẫn lạnh, do đó mùa đông chân sẽ còn lạnh hơn. Nếu chân không ấm, quá lạnh là biểu hiện của hư thận, nam giới bị thận hư và nữ giới cũng tương tự. Theo đông y, khi thận khí không đủ thì dương khí trong cơ thể sẽ liên tục bị tiêu tán, sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức điều tiết của nhiệt độ cơ thể. Ngược lại, khi thận khí tràn trề, nó sẽ có tác dụng rất tốt giúp giữ nhiệt độ cho chân. Ngoài ra còn có tác dụng là tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Thứ tư, vết thương nhanh phục hồi. Trong cuộc sống, có thể có rất nhiều những việc nhỏ ngoài ý muốn khiến cho chân tay bị thương. Những lúc như thế, bạn nên chú ý rằng nếu như vết thương nhanh khỏi, cho thấy khả năng đông máu rất tốt, bạch cầu hoặc là huyết quản đều ở trạng thái tốt. Ngược lại, nếu vết thương lâu khỏi hoặc là khẽ lấy ngón tay ấn vào da, ngay lập tức có hiện tượng như là vết bầm tím, thì bạn cần phải đến gặp bác sĩ để kiểm tra. Thứ năm, bụng thon.
phần bụng nhiều mỡ thừa không chỉ ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cơ thể mà còn là tín hiệu báo trước của nhiều loại bệnh. Nó có thể dẫn đến các bệnh mãn tính như cao huyết áp, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tiểu đường. Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Người Cao Tuổi Mỹ đã cho thấy phụ nữ béo bụng có nguy cơ tử vong cao hơn 20% so với những người bình thường. Do đó, bình thường bạn cũng cần phải chú ý tới vòng eo chuẩn theo sức khỏe. Nam giới không quá 90cm, nữ giới không quá 85cm. Thứ 6. Không có mùi hôi cơ thể. Mùi hôi cơ thể ngoài nguyên nhân vệ sinh kém còn là dấu hiệu cho thấy bạn có thể mắc một số bệnh. Nếu cơ thể bạn có mùi chua, thậm chí là mùi gần như là trứng thối, thì đây là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang bị xuống dốc. Tuy nhiên, khi cơ thể có mùi do tập luyện đổ mồ hôi thì lại rất bình thường. Thứ 7. 1-2 ngày đi đại tiện. Đại tiện có bình thường hay không là một trong những tiêu chuẩn cho thấy hệ tiêu hóa và bài tiết có khỏe mạnh hay không. Tích tụ phân sẽ sản sinh ra độc tố, gây rối loạn chức năng của ruột và dạ dày, mất cân bằng hệ nội tiết, tinh thần căng thẳng. Tốt nhất, bạn hãy uống một cốc nước đun sôi vào sáng sớm để có thể thúc đẩy bài tiết, phòng chống táo bón, làm loãng dịch máu, thúc đẩy máu tuần hoàn. Mỗi khi nhắc tới sức khỏe thì người ta chỉ thường quan tâm tới cân nặng hay là số calo hấp thụ vào cơ thể. Thế nhưng, nhiều khi những con số này lại khiến chúng ta khá phiền muộn và nó lại không phản ánh được hết vấn đề. Chúng ta quá bận tâm nhiều đến cân nặng tới nỗi mà thừa cân hay thiếu cân cũng mặc định trở thành yếu. Thực tế lại không phải như vậy. Sức khỏe của một người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chỉ số chứ không chỉ có cân nặng. Chuyên gia dinh dưỡng Malina Likas Mankani và bác sĩ Nesuchi Okeke Ibokwe đã nghiên cứu về sức khỏe con người thông qua các chỉ số. Dưới đây mới thực sự là những điều mà bạn cần quan tâm chứ không phải là cân nặng của mình. Đầu tiên, hãy quan tâm tới số cốc nước uống mỗi ngày. Cả hai chuyên gia đều đề cao tác dụng của nước tới cơ thể. Họ cho rằng con người chưa biết hết giá trị của nước cũng như là cơ thể chúng ta cần nước tới mức nào. Một người khỏe mạnh sẽ luôn uống đủ nước. Mặc dù có một nhầm lẫn là chúng ta nên uống 8 cốc nước mỗi ngày, thế nhưng điều này không chính xác. Lượng nước mỗi người cần uống phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như là tuổi tác, giới tính, lượng hoạt động mỗi ngày, khí hậu. Bạn sẽ biết mình uống đủ nước thông qua màu sắc của nước tiểu. Nếu có màu nhạt hay thậm chí là màu như nước bình thường, có nghĩa là bạn đã uống đủ. Hãy xác định số cốc ở thời điểm đó và dần thay đổi khi tuổi lớn hơn. Bà Mai Canin cũng cho biết thêm, nếu nước tiểu có màu sẫm thì bạn cần bổ sung thêm nước thật nhiều, nó sẽ giúp cho bạn có được một sức khỏe tốt hơn. Số giờ ngủ của mỗi ngày là điều thứ hai chúng ta cần để ý. Bác sĩ OKK Ibroqui đã khuyên mọi người nên ngủ từ 8 tới 9 tiếng mỗi tối. Một số nghiên cứu còn gợi ý, người trên 18 tuổi thì nên ngủ từ 7 tới 9 tiếng mỗi ngày. Nếu bạn có thể ngủ đủ số thời gian trên, bạn sẽ giảm được đáng kể nguy cơ mắc các bệnh như là tim mạch, tiêu chảy hay là căng thẳng quá độ, bà nói. Nghiên cứu tại trường Đại học California, Berkeley cho thấy một số người ngủ càng ít, tuổi thọ của họ cũng sẽ giảm theo. Nếu muốn sống lâu hơn, hãy ngủ đủ giờ, không thiếu và không nên quá thừa. Thứ ba, hãy quan tâm tới lượng rau hấp thụ. Chuyên gia Makani đã cho rằng, khi nhắc tới rau quả, người ta thường nghĩ đến việc giảm cân, ăn kiêng. Thế nhưng rau quả lại cung cấp rất nhiều dưỡng chất, vitamin cho cơ thể. Bà cho hay, hãy ăn càng nhiều rau quả càng tốt, thay vì tập trung số lượng lớn vào một loại nhất định. Chỉ số huyết áp là điều cần được thực sự chú ý tiếp theo. Bác sĩ OKK Ibokwe đã cho rằng huyết áp là một thứ ai cũng phải quan tâm chứ không phải chỉ có người già. Nếu huyết áp quá cao, có thể phá vỡ các mạch quan trọng trong cơ thể. Thế nhưng nếu quá thấp, chúng ta sẽ không đủ máu để lưu thông các cơ quan hoạt động đúng với công suất, bà cho hay. Tất nhiên, huyết áp cao sẽ dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch hay là đột quỵ. Bạn cũng không cần là cứ ngày nào cũng kiểm tra huyết áp. Thế nhưng tới bệnh viện hay là tự dùng một chiếc thiết bị để đo huyết áp bản thân lúc mình khỏe mạnh, thì sẽ cho bạn biết đâu là quãng bình thường của bản thân và rồi khi có sự cố, bạn sẽ có cách để giải quyết nó. Tiếp đến, hãy quan tâm tới số đo vòng bụng, eo.
Kaima Kani và Okiki Iwaki đều cho rằng số đo vòng bụng có ảnh hưởng tới sức khỏe của mỗi người. Về cơ bản, nếu theo dõi chuẩn xác, chúng ta có thể phòng ngừa được những căn bệnh như là đột quỵ, mất ngủ hay các bệnh về tim. Số đo vòng bụng được dùng để xác định lượng mỡ bao quanh bụng. Thông số này chỉ ra chính xác bệnh béo phì, tim hay là những căn bệnh khác, không như cân nặng khi nhiều người không to bụng nhưng vẫn có cân nặng lớn, Maikani phát biểu. Thứ 6, quan tâm tới chỉ số cholesterol. Một lần nữa, chỉ số cholesterol dường như là chỉ dành cho những người lớn tuổi. Dù vậy, bác sĩ Okeke Ibuki đã cho rằng ai cũng nên theo dõi hàm lượng cholesterol tốt cũng như là xấu trong cơ thể. Bà gợi ý, những người sau tuổi 20 cứ 5 năm nên đi kiểm tra chỉ số cholesterol một lần. Từ đó, họ sẽ biết cơ thể mình phát triển theo xu hướng nào. Nếu có dấu hiệu mắc bệnh tim hay là có tiền sử bệnh, chỉ số cholesterol còn cần được kiểm tra nhiều hơn nữa vì nó sẽ đưa ra giải pháp chữa trị căn bệnh, mang tới sức khỏe cho người bệnh. Thứ 7, để ý đến thời gian hoạt động hay là số bước chân. Các hoạt động thể chất rất quan trọng để mỗi người có được khung xương vững chắc, giảm thiểu bệnh cũng như là cải thiện tâm trạng. Không quan trọng là bạn tập luyện bài tập nào, tới từ phòng nào, đi bộ hay chạy, miễn là bạn đang hoạt động đều đặn vào một khoảng thời gian trong ngày, đó được coi là tập luyện. Bác sĩ Okiki Ibuki nói, các nghiên cứu đã tìm ra những người tập thể dục tối thiểu 30 phút mỗi ngày, sống lâu hơn và các nguy cơ bệnh tật tử vong sớm cũng giảm đáng kể. Bạn sẽ muốn xây dựng một thói quen tập luyện hàng ngày và nên giữ thói quen đó càng lâu càng tốt. Thưa quý vị và các bạn, chính những dấu hiệu kể trên chính là cách mà cơ thể lên tiếng thông báo cho chúng ta biết tình trạng của nó. Mặc dù cơ thể của chúng ta luôn luôn lên tiếng, thế nhưng không phải ai cũng lắng nghe được những điều này. Ta thường bỏ qua bởi những lý do đôi khi khách quan, cũng có đôi lúc là khá chủ quan, như là cuộc sống quá bận rộn và chúng ta có hàng tá việc phải giải quyết cho xong. Cho rằng mức độ không nghiêm trọng, thế nên ta nhanh chóng phớt lờ những cơn đau và những dấu hiệu mệt mỏi căng cơ, vì cho rằng nó không phản ánh được gì cả. Chính vì lẽ đó, những vấn đề nhỏ này ngày càng tích tụ, đến khi đã trở thành chuyện lớn thì đôi lúc đã quá muộn. Vậy nên, ngay từ hôm nay thì hãy biết yêu cơ thể mình hơn bằng cách lắng nghe và chú ý đến nó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của An Tâm Sống Khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi.